Xin chào các bạn, hiện tại thì ngay trước bọn tôi đây là một bệnh nhân. Đấy là sau khi mà nhổ răng số 8 ở phía xa, thì sau một thời gian thì cái phía xa của cái răng số 7 đấy nó bị rát thức ăn lâu ngày do cái răng số 8 mà anh đã nhổ đi rồi, thì nó dẫn đến cái tình trạng nó sâu cái phía xa. Xong sau đấy là anh có ăn nhai thì trắng thì nó tức là cái lớp men ở bên cái khu vực đấy, lớp men ở khu vực đấy nó yếu đi, thì sau khi mà ăn nhai thứ thì nó vỡ ra một miếng. Thì sau hôm nay anh quay lại thì tôi đã tư vấn cho anh là cái phía xa thì tôi không hàn thì nó thật sự nó không đảm bảo được, thì tôi đã tiến hành là làm một miếng dán sứ ở phía xa ở răng số 7, nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều cho bệnh nhân và nó rất tốt đối với bệnh nhân. Sau đây là tôi sẽ tiến hành kỹ thuật rét mẫu bằng máy tránh. Răng đã về. Đây là cái thành quả của cái việc mà mình sửa soạn một miếng dán dính ở trên một cái răng số 7 nằm ở phía xa, bị sâu ở phía xa, thì sau khi mà sửa soạn xong thì nó sẽ như thế này. Đấy, trên một cái răng mà chúng tôi đã quét 3D. Tôi đã thử trên miệng bệnh nhân là khá là ok rồi. Bây giờ tôi bắt đầu xử lý cái sứ này và xử lý răng của bệnh nhân để tiến hành gắn răng. Đây là cái quá trình sau khi mà tôi gắn, thì cái miếng dán sứ của tôi đã được gắn ở cái phía xa của cái răng số 7. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy đấy, thì cái răng số 7 nó có một miếng dán ở phía xa, thì thật ra chúng ta cũng không nhìn nhận ra được nó đâu, tại vì nó quá mỏng và nó quá nhỏ ở phía sau, và cái quá trình mà gắn thì nó cũng phải kiểm soát nghiêm ngặt.